Hello, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ vào đến bài tiếp theo, đó là một bài này về phần. Nói chung là không phải một bài đâu mà anh sẽ tổng hợp luôn cả phần này về phần tích vô hướng nhá. Tích vô hướng. Tích vô hướng. Đầu tiên đó chúng ta sẽ tìm về góc giữa hai vectơ. Ví dụ như là cho hai vector A và vector B, đây đều là những vector khác vector 0, thì từ một điểm O, từ một điểm O bất kỳ, thì chúng ta sẽ vẽ vector OA sẽ bằng với vector A và vector OB sẽ bằng với vector B. Đây ví dụ này, đây là vector OA. Đây vector OB. Đây điểm B. Thì cái góc tạo bởi vector A và vector B sẽ là góc AOB. Chính góc này. Và điều kiện đó là không độ nhỏ hơn bằng AOB và nhỏ hơn bằng 180 độ. Đây chính là điều kiện. Còn nếu nó không có chung góc này thì chúng ta phải làm như nào? Ví dụ nó là hai vector. Ví dụ là hai vector linh tinh như này, vector A, vector B này, thì chúng ta phải dịch chuyển, vẽ một lợi với một vector cùng phương cùng hướng với lại vector B cho nó cùng góc vào đây, và đây chính là góc tạo bởi. Đó. Đấy là phần đấy, chúng ta phần chú ý đó là góc tạo bởi. Nếu mà góc tạo bởi là bằng 90 độ thì A sẽ vuông góc với B. Còn nếu mà góc tạo bởi này mà góc giữa hai vector mà bằng 0 độ thì A cùng hướng với B. Còn nếu mà góc này bằng 180 độ thì A với B sẽ ngược hướng. Bằng 0 độ thì có nghĩa là nó trùng nhau như này rồi. Còn 180 độ thì một góc như này và một góc sẽ đang bên này thì nó mới ra 180 độ được. Còn như này bằng 0. Đó, ok, đấy là giải thích. Và góc giữa hai cái ký hiệu ấy giống nhau nha. Góc giữa A và B sẽ bằng với góc giữa B và A nha. Đây là góc. Chúng ta sang phần 2, đó là phần tích vô hướng hai vectơ. Đầu tiên, chúng ta có một áp dụng công thức, đó là A vector A nhân vector B sẽ bằng độ dài vector A nhân độ dài vector B nhân với cos góc giữa A và B. Độ dài chúng ta học rồi, còn cái góc này thì chúng ta dựa bên trên. Và có một điều đặc biệt nữa đó, đặc biệt đó là vector A nhân vector A sẽ bằng vector A bình và độ dài sẽ là bình độ dài vector A. Đây là phần lý thuyết này. Chúng ta có một số tính chất như sau. Tính chất này. Tính chất giao hoàn kết hợp thì vẫn như bình thường nhé. Còn anh đưa một số cái đặc biệt thôi. Sẽ bằng A bình cộng 2 A B cộng với B bình. Đây là hằng thức nha. A nhân B mà lớn 0. Cái này có thể nốt lại để không phải chứng minh này. Thì góc tạo bởi A và B sẽ là góc nhọn.
Còn nếu mà cái này nhỏ hơn 0 thì A với B sẽ góc tù. Tại vì nếu mà góc nhọn thì cos sẽ dương. Còn nếu mà góc tù thì cos sẽ âm. Đó là một số tính chất. À còn tính chất về bình phương nữa nhỉ. Cái này luôn bằng 0 này. Và nếu nó bằng 0, dấu bằng xảy ra khi vector A sẽ bằng với vector 0. Đó. Chúng ta sang biểu thức tọa độ. Biểu thức tọa độ cho vector A có tọa độ A1, A2, vector B, tọa độ B1, B2. Thì khi đó A vector A nhân vector B sẽ bằng với A1 nhân B1 cộng A2 nhân B2. Đây chính là biểu thức. Đây chúng ta cần ghi nhớ. Còn độ dài vector A thì sẽ bằng với căn của A1 bình cộng với A2 bình. Tối quá nhỉ. Không được sáng. Ok. Còn cos của góc tạo bởi A với B sẽ bằng A1 cộng A2 B2 chia cho căn căn độ dài nhân với căn của B1 bình cộng B2 bình. Đó. Còn nếu mà khi mà vector A mà vuông góc với vector B thì cái tích vô hướng sẽ bằng 0. Đó, tích vô hướng sẽ bằng 0. Và còn một cái nữa. Đó là phần cho tọa độ A XAIA tọa độ B XBIB. Thì khi đó AB sẽ bằng XB trừ XA tất cả bình cộng với IB trừ IA tất cả bình. Ok, đây là toàn bộ lý thuyết. Chúng ta sang bài tập. Bài tập ví dụ thứ nhất. Ví dụ 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có gì? Có AB bằng A, BC bằng 2A và tính tích vô hướng. Hình tích vô hướng của cái nào? Cái thứ nhất đó là AB nhân AC. AB nhân AC này. AC nhân CB. Và AB nhân BC. Đầu tiên chúng ta phải vẽ hình trước. ABC đúng không? AB bằng 1 này. BC bằng 2 thì cái AC sẽ bằng AC tính AC trước này. AC sẽ bằng căn của 4 A bình trừ đi A bình sẽ bằng A căn 3. A căn 3. Tính được AC rồi thì bây giờ AB nhân với AC sẽ bằng với độ dài của AB nhân độ dài AC nhân với cos của góc giữa AB và AC. Đúng không? Mà góc giữa AB và AC chỉ bằng 90 độ. Chỗ này 90 độ này. AB bằng mấy? AB bằng A, AC bằng A căn 3. Vậy nhân vào sẽ là bằng 0. Tại vì cos 90 bằng 0. Chuyển sang IB. Đó là AC nhân với CB
AC chừng AC này, AC này, CB thì góc sẽ là góc ACB. Chúng ta sẽ có cốt của ACB sẽ bằng A căn 3 chia cho 2A, và suy ra góc ACB sẽ bằng 30 độ. Sau đó AC nhân CB sẽ bằng A căn 3 nhân với 2A nhân với cốt cốt 30, cốt 150, tại vì nó là góc này, và nó sẽ bằng trừ 3A bình. Đó là phần B. Phần C mọi người là tự làm nha. Phần C đó là AB nhân với BC nha. Ok, chúng ta sang một ví dụ tiếp theo. Ví dụ về chứng minh, ví dụ 2 này. Cho tam giác ABC với ba đường trung tuyến này. AD, BE, CF. Chứng minh BC nhân AD cộng CA nhân BE cộng với AB nhân CF bằng 0. Để đề bài đây viết lại về trái nhá. Về trái sẽ có gì nhỉ? Về trái có BC nhân AD này cộng với CA nhân BE cộng với AB nhân CF. Đây về trái. Bây giờ chúng ta cần chứng minh cái vế này bằng 0. Đầu tiên đó là BC tách AD này ra, vì AD là trung tuyến thì sẽ bằng AB cộng AC chia 2. Tương tự BE cũng vậy. Đây tính chất đường trung tuyến nha. Sau đó chúng ta sẽ cho 1/2 ra ngoài. Bên trong sẽ còn BA nhân AB cộng BC nhân AC cộng CA cộng với CA nhân BC. À đâu, chỗ này là B, BC nha, BC. Sau đó mọi người nhấn nốt này. Nhân bảo vào thôi. Thì nó sẽ là 1 phần 2. Và bên trong này, bên trong này sẽ bằng 0 này. Chỗ này bằng 0 và chỗ này sẽ bằng 0. Ok chưa? Ok. Hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây thôi nha. Bye bye mọi người.